Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, vũ khí phương Tây và quân tiếp viện đã giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga ở mặt trận Kharkov. Dù vậy, thực tế là mọi nỗ lực đã quá muộn để cứu thị trấn Vovchansk, nơi đã bị phá hủy nặng nề và phải trả giá cực đắt vì là mục tiêu tấn công chính của quân đội Nga. Theo tờ New York Times, tòa thị chính, một trung tâm văn hóa, một số khách sạn ven sông và vô số khu chung cư ở thị trấn Vovchansk giờ đây đã bị hủy hoại vì chiến sự ác liệt. Là một thị trấn nhỏ bị chia cắt bởi sông Vovcha, Vovchansk từng là một điểm thu hút khách du lịch trong vùng. Nhưng thị trấn cũng chỉ cách biên giới với Nga chỉ khoảng 5 km. Khi Nga bắt đầu mở một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Kharkov, vào ngày 10 tháng 5, Vovchansk đã trở thành mục tiêu bị tấn công dữ dội nhất. Và một tháng giao tranh ác liệt không ngừng đã tàn phá thị trấn, buộc hầu hết dân thường tại đây phải đi di tản. Bà Tatiana Polikova, 53 tuổi, cho biết bà đã cố gắng không sơ tán trong suốt hơn 2 năm xảy ra chiến tranh, dù Vovchansk cũng từng nhiều lần bị bắn phá. Nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng trước, khi địa ngục bắt đầu. Bà Polikova mô tả, hỏa hoạn do xung đột đã thiêu rụi những khu rừng và các tòa nhà trong thị trấn. Những vết cháy đen còn sót lại trên bức tường của các tòa nhà là minh chứng cho sự khốc liệt của chiến tranh. Khi bom và tên lửa trút xuống Kharkov và các khu vực lân cận, trung bình mỗi ngày có 20 quả bom lượn của Nga trút xuống Vovchansk. Vovchansk, nơi có khoảng 17.000 cư dân trước chiến tranh, giờ đây nằm trong danh sách các thị trấn bị biến thành đống đổ nát hoang tàn của Ukraine. Quân đội Ukraine đã khẩn trương tăng cường nhiều lữ đoàn tới chi viện cho lực lượng trấn giữ Kharkov, bao gồm Vovchansk, và Mỹ cùng các đồng minh châu Âu của Ukraine đã dỡ bỏ lệnh cấm nước này sử dụng vũ khí do họ cung cấp để bắn vào lãnh thổ Nga. Nhờ có vũ khí tối tân của phương Tây, Ukraine đã chặn đứng được bước tiến của Nga. Hiện chiến tuyến vẫn chạy qua Vovchansk, nhưng Ukraine kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ của thị trấn. Trung úy Denis Yaroslavsky, chỉ huy tiểu đoàn trinh sát thuộc lữ đoàn số 57 của Ukraine, được triển khai gần Vovchansk xác nhận, hiện người Nga vẫn tiếp tục bắn phá thị trấn, nhưng không đạt được tiến bộ nào đáng kể trong nỗ lực chiếm giữ nó. Trung úy Yaroslavsky nhấn mạnh, họ vẫn tiếp tục cố gắng tiến vào Vovchansk theo từng nhóm nhỏ, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được tình hình. Valery, một trung sĩ cấp dưới trong tiểu đoàn trinh sát của lữ đoàn 57, người có biệt hiệu Fregat, cho biết quân đội Ukraine đã phải mất 3 tuần để chặn đứng bước tiến của quân Nga. Chúng tôi đang giữ vững vị trí của mình và không một ai rút lui. Thưa quý vị, một lữ đoàn chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine mới đây xác nhận rằng họ đã bắt được hàng chục binh sĩ Nga khi tiến hành cuộc phản công ở Kharkov, miền Bắc Ukraine. Theo tờ Kiev Post, lữ đoàn xung kích số 3 tinh nhuệ của Ukraine hôm thứ Tư vừa công bố hình ảnh và video cho thấy họ đã bắt giữ được 24 binh sĩ Nga làm tù binh trong một trận chiến ở Kharkov. Một đoạn video dài 28 phút được lữ đoàn đăng lên mạng cho thấy những người lính Nga bị bắt làm tù binh khi chiến đấu gần thị trấn Vovchansk, điểm chiến sự được coi là nóng nhất ở Kharkov hiện nay, đang ngồi bên trong một căn phòng rộng. Kiev Post xác định có 2 binh sĩ đã xuất hiện trong một video riêng biệt được đăng tải trước đó vào hôm thứ Hai, mùng 10 tháng 6. Các phương tiện truyền thông xã hội của quân đội Ukraine đã bắt đầu đưa tin về hiện tượng một số lượng đáng kể binh sĩ Nga đầu hàng tại Kharkov vào tuần trước, sau các cuộc phản công của các đơn vị bộ binh tấn công Ukraine. Kiev Post trước đó xác nhận có một số binh lính Nga cũng đã đầu hàng trong và xung quanh thị trấn Vovchansk. Tuy nhiên, dường như số lượng binh sĩ Nga đầu hàng lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine lần này lớn hơn đáng kể. Hai sĩ quan của lữ đoàn xung kích số 3 tiết lộ với Kiev Post rằng, trong cuộc giao tranh gần đây đã có một số lượng lớn quân Nga đầu hàng. Theo tờ Kiev Post, phát biểu trong video được đăng tải hôm thứ Tư ngày 11 tháng 6, các tù binh của Nga cho biết các đơn vị của họ đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng Ukraine với sự yểm trợ bởi pháo binh và máy bay không người lái FPV. Một tù binh Nga thậm chí cho biết đơn vị của anh chỉ còn 7 người sống sót trong một cuộc phản công của Ukraine và đang ở trong một hầm trú ẩn trước khi bị lữ đoàn xung kích số 3 bắt giữ. Các tù binh Nga thừa nhận họ thuộc về lữ đoàn súng trường cơ giới số 28 và trung đoàn súng trường cơ giới số 283. Về phần mình, Nga từng tuyên bố họ đã bắt giữ khoảng 6.000 binh sĩ Ukraine
kể từ khi cuộc chiến với Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Gần một nửa đã bị bắt làm tù binh sau cuộc bao vây kéo dài 85 ngày đối với thành phố cảng Mariupol trên biển Azov. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết khoảng 3.000 đến 3.500 binh sĩ Nga hiện đang bị Ukraine giam giữ. Thưa quý vị, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương sau khi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công chết người mới vào thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Các quan chức Ukraine tuyên bố trong số 9 người thiệt mạng có 5 trẻ em. 32 thường dân khác đã bị thương khi tên lửa của Nga bắn trúng một khu dân cư ở Kryvyi Rih, quê hương của ông Volodymyr Zelensky. Trong số những người bị thương, có 13 người đã phải nhập viện để điều trị vết thương, trong đó có 5 người đang ở trong tình trạng nguy kịch và 1 người trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. Ukraine đã công bố ngày để tang những người thiệt mạng trong vụ tấn công thảm khốc tại Kryvyi Rih là vào ngày 14 tháng 6. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công một lần nữa chứng minh rằng Ukraine cùng với các đối tác của mình phải tăng cường hơn nữa khả năng phòng không, điều mà ông đã nhiều lần kêu gọi. Ông Zelensky nói, các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ tối đa người dân, thành phố và các vị trí của chúng tôi, và chúng tôi cần càng nhiều càng tốt. Washington đã đồng ý gửi một hệ thống tên lửa Patriot khác cho Ukraine, hai quan chức của Mỹ cho biết trong đầu tuần này. Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng của Ukraine và Nga đã đụng độ trực tiếp 37 lần trên khắp vùng chiến sự kể từ đầu ngày thứ Năm ngày 13 tháng 6 đến 10 giờ sáng. Quân đội Nga cũng đã thực hiện 12 cuộc không kích bằng 17 máy bay chiến đấu, đồng thời pháo kích, tấn công vào các vị trí của Ukraine hơn 580 lần. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa, tiến hành 38 cuộc không kích, đặc biệt thả 56 quả bom dẫn đường và thực hiện 3.500 cuộc tấn công trong ngày 12 tháng 6. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trên tiền tuyến trong ngày 12 tháng 6, Nga đã tấn công trên 10 hướng, tổng cộng 108 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tình hình nóng nhất là mặt trận Pokrovsk-Avdiivka. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, tình hình ở các khu vực chiến đấu rất phức tạp, tuy nhiên nó được kiểm soát bởi lực lượng phòng vệ. Trong ngày, đối phương đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng 11 tên lửa và 38 cuộc không kích sử dụng 56 bom dẫn đường, đồng thời triển khai 513 máy bay không người lái UAV và thực hiện 3.500 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ cơ bản đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Kurakhovsky và Vromovsky. Thưa quý vị, một bản đồ mới cho thấy Nga đã giành được lãnh thổ ở phía tây bắc Avdiivka và tăng cường tấn công vào Donetsk. Giữa bối cảnh, một nhà quan sát quân sự Ukraine nhận định nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện ở phía đông Pokrovsk thuộc Donetsk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV kép có trụ sở tại Washington, Mỹ, một đoạn video được công bố cho thấy Nga đã tiến công ở rìa làng Sokin thuộc phía tây bắc Avdiivka. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phần lớn các cuộc giao tranh dữ dội nhất tập trung dọc tiền tuyến phía đông, trong đó có Donetsk. Nga đã kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc khu vực này vào tháng 5 năm 2023 và sau đó giành thêm một phần thành phố khác trong khu vực, nơi được coi là pháo đài phòng thủ của Ukraine, Avdiivka, vào tháng 2 năm 2024 sau nhiều tháng đụng độ ác liệt. Kể từ đó, Moscow liên tục giành được thành quả. Bên cạnh việc tiến hành cuộc tấn công mới từ khu vực biên giới Belgorod vào Kharkov ở đông bắc Ukraine vào tháng 5 năm nay, Kiev còn ghi nhận việc Nga tăng cường tấn công ở phía đông, đặc biệt là gần thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk. Thành phố này là một trong vài thành phố được miêu tả là những thành phố pháo đài, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets cho hay, các lực lượng của Nga có thể sẽ cố gắng chiếm được Novoalexandrivka, một ngôi làng nằm ở phía đông Pokrovsk, và tiến về phía Lozuvatske ở phía tây Novoalexandrivka. Chuyên gia Mashovets cho hay trên Telegram, chúng tôi có một cuộc khủng hoảng chiến thuật toàn diện ở phía đông Pokrovsk. Theo ông, các lực lượng của Ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tiến công của Nga nếu Moscow đưa thêm các lữ đoàn vào chiến đấu.
Trước đó ngày 11 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã tấn công vào các vị trí của Ukraine ở phía đông Pokrovsk 24 lần một ngày, với các hoạt động lớn nhất tập trung ở khu vực Novoalexandrivka. Tình huống rất căng thẳng quanh Novoalexandrivka và Sokin, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 12 tháng 6 rằng Nga đang tiến hành các hoạt động tiến công chủ động với cường độ khác nhau ở gần như toàn bộ tiền tuyến. Song các mũi tấn công chính tập trung theo phía tây Pokrovsk và Kurakhove. Thành phố Kurakhove nằm ở phía đông nam Pokrovsk và nằm ngay ở phía tây thành phố Donetsk. Ông Syrsky nói, giao tranh ác liệt theo những hướng này đang diễn ra trong suốt những tháng qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giao tranh với quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka, trong đó có khu vực quanh làng Umansk nằm ở phía nam Novoalexandrivka.